Xin chào quý vị các bạn. Tiếp tục giới thiệu với anh em chiếc âm ly Lockman L507UX. Đây là cái phiên bản gần như là mới nhất của Lockman thời điểm hiện tại. Trước đó thì có rất nhiều các phiên bản 507 rất thành công của hãng Lockman, như là 507, 507X, sau đó là 507S, 507F, 507U, 507UX. Như vậy đây là cái đời thứ 6 của các cái series 507, thì nó đã được cải thiện, cải tiến và về mặt hình thức cũng như là chất lượng để đáp ứng tốt cái gu của cái thời điểm bây giờ, gu chơi, gu nghe cũng như là các cái dòng loa hiện đại bây giờ nó đều đáp ứng được tốt. Âm ly Lockman 507UX thì vẫn với cái thiết kế quen thuộc của những dòng âm ly Nhật, đặc biệt là âm ly Lockman, thì vẫn được bố trí một cách rất là hài hòa các cái phím bấm, các cái mặt đồng hồ, các cái nút tùy chọn cũng như là các cái nút volume. Thì hôm nay em này về với shop audio đẹp xuất sắc luôn, hàng như mới tinh 99% luôn, có đầy đủ điều khiển thục xốp, Cataro và dây nguồn zin, đúng không ạ? Dây nguồn của Lockman thì cũng khá là chất đấy ạ. Chất dây nguồn nó như còn mới tinh và gần như là chưa sử dụng luôn. Đây, mở ra để chúng ta xem. Gần như là chưa sử dụng, sử dụng rất ít. Còn rất đẹp luôn, rất mới, đúng không ạ? Người Nhật thì có tính cẩn thận. Từ xưa đến nay đều có cái tiếng là cẩn thận, rất cẩn thận, dùng sản phẩm chúng ta rất yên tâm nếu như dùng cái sản phẩm của người Nhật. Thì em này có giá là 70.500.000, hàng đẹp xuất sắc như mới tinh. Đó. Tiếp đến vào cái chủ đề về review máy móc cho anh em, thì đây là một cái sản phẩm em nghĩ là khá hoàn thiện cho tới thời điểm hiện tại, bởi vì 507UX 25 mã, cái model mới nhất bây giờ, mới ra cách đây năm ngoái, thì nó cũng không có cái thay đổi gì nhiều lắm, và nó vẫn nguyên bản như là cái chiếc 507UX này. Nó chỉ có thay đổi một chút thôi, sơ bộ thôi, nhưng cũng không đáng kể. Chiếc âm ly Lockman 507UX này thì vẫn với các cái thiết kế ngôn ngữ quen thuộc của Lockman và những dòng âm ly Nhật như là Akufei và Lockman, thì với màn hình thiết kế là đồng hồ vu nằm ở giữa hai bên. Bên trái là núm selector tùy chọn đường vào, bên phải là núm volume đương nhiên rồi. Đời này thì được tích hợp cái volume Le Cour, đó là một cái mạch thiết kế độc quyền của Lockman. Nó không làm suy hao tín hiệu khi qua cái volume này, mà nó không làm nhiễu, không làm suy hao nhiều, không làm nhiễu, đúng không ạ? Cho chất lượng âm thanh được tốt hơn rất nhiều. Và bên dưới chúng ta có thể thấy các cái núm tùy chỉnh của âm ly, từ trái qua phải, thì chúng ta có thể thấy chiếc âm ly này có đường phono, đặc biệt là có phono của đường của chiếc âm ly này rất hay, và có cả đầy đủ MM và MC, đúng không ạ? Chính vì vậy là đây là một chiếc âm ly cũng khá là đáng chơi. Và phía bên trong là các cái cầu loa AB và A cộng B, bên trong nữa là nút chỉnh bass, chỉnh chép và ba lăng. Đây có một cái điều nút chú ý anh em hay hỏi tôi, thì đây hôm nay tôi sẽ giải thích luôn. Bên tay trái là nút Line Strain, thì nút này là nó tương tự như nút Direct của chúng ta hay sử dụng. Nút Direct thì khi chúng ta bấm vào đây thì các cái núm chỉnh bass chép các thứ nó sẽ không có tác dụng nữa, mà chúng ta nhả ra thì chúng ta mới chỉnh được bass chép. Còn bên này thì nó là cái nút khi chúng ta bấm vào thì nó sẽ chạy thành pao hoặc là dề độc lập, đúng không ạ? Ok. Âm ly Lockman 507 thì sao? Có cái thông số như thế nào? Thì xin mời anh em cùng dõi theo tiếp theo. Với mức công suất là 440W cho 4 ohm và 220W cho 8 ohm. Như vậy thì có thể đánh được tốt các cái dòng loa hiện tại, đúng không ạ? Và có một cái độ nhiễu rất là thấp là 0,005%, đúng không ạ?
Đồng ly nặng 24 cân. Ở phía bên ở đây có một cái điểm rất hay, em thích rất thích là ở cái núm tinh chỉnh này, nó lại hình được vát. Khá chắc. Nó được vát. Vát và nó khá chắc, không rút được đâu. Nó vát cho chúng ta biết được là khi chúng ta ngồi xa thì nó biết được là đang tinh chỉnh ở ngưỡng nào, mức nào, đúng không ạ? Rất là hay. Và cái núm này thì cũng được phay nhôm. Núm phay nhôm nhá, rất đẹp luôn anh em ạ. À, một điều rất hay ở Ably Luckman đó chính là khi chúng ta chuyển cầu loa nó sẽ nhảy rơ le. Đúng không ạ? Như vậy thì nó sẽ không bị nhiễu từ loa này sang loa kia, không bị tín hiệu lẫn sang. Và khi chúng ta chọn cái selector đường vào nó cũng nhảy rơ le luôn, tức là mỗi đường vào nó có một rơ le riêng, cũng không gây nhiễu từ âm ly này sang âm ly kia. Và đời này thì chiếc điều khiển của nó cũng khá quan trọng, bởi vì nó có thêm một cái tính năng là loudness ở trên điều khiển, đúng không ạ? Loudness trên điều khiển, nếu như chúng ta không có điều khiển thì sẽ không bấm được. Và một cái hay nữa của âm ly Luckman mà em đánh giá rất cao đó chính là nút tắt bật nguồn trên điều khiển, nó rất tiện lợi. Ở đây chúng ta nhìn nghiêng sẽ thấy là cái cạnh của cái mặt kính đồng hồ vu nó lồi ra và nó dạng như là gương ấy, rất là đẹp luôn, rất sang trọng. Chúng ta nhìn nghiêng thấy đấy. Đó, vỏ thì sao, bên trên nóc thì được làm bằng một tấm nhôm phay, hai bên là hai cái bộ phận tản nhiệt. Ở đằng sau thì chúng ta có những cái gì? Cặp loa này, chiếc ly này thì có thể sử dụng hai cái cầu loa A và B, giúp cho chúng ta kết nối được với hai cặp loa. Đúng không ạ? Các cái rắc đường vào đều được mạ vàng, đều được mạ rất là đẹp. Chúng ta dùng đường nào thì chúng ta dỡ ra thôi. Và cái cọc loa này cũng được sử dụng một cái cọc loa chất lượng rất cao, nhìn rất là đẹp luôn. Và cọc bắp chuối nhá, chúng ta có thể dùng bắp chuối hoặc là càng cua. Ok, chiếc ly này nó có cả đường phono luôn, cho nên là nó cũng là một cái âm ly rất là hay. Ok, trên đây là chiếc âm ly Luckman L507UX, đẹp xuất sắc, full bốc, đầy đủ phụ kiện zin, giá là 70.500.000. Anh em nào dùng JB, Tannoy, BB kép hay là những cái dòng loa mà đầy mới thì em nghĩ là đây là một cái lựa chọn rất là tốt cho những cái dòng loa đó. Anh em nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với em Bá Hùng theo số điện thoại là 0978 263 263. Xin cảm ơn anh em.